Jungle. Dạ, em tên là Nguyễn Nhi, đến từ Đắk Lắk và em mới tốt nghiệp cấp 3. Dạ, tại vì có người quen ở Đắk Lắk biết hiểu, cũng có con của chú đó đậu khi mà làm ở Anh Quốc rồi, nên em là giới thiệu lên đây. Dạ, từ tháng 5 công ty rất là nhiệt tình. Dạ, luyện online chỉ có trước 2 tuần thì em vào đây là luyện mỗi tuần 3 ngày. Dạ, lần này thoải mái hơn và không hy vọng lắm nhưng mà cuối cùng lại đậu. Việc học của em bây giờ là quan trọng và nước Mỹ là nước mà được xem là hiện đại nhất thế giới, cho nên là em có thể phát triển ngành học của em cũng thoải mái. CEO cũng vui vẻ, không gian công việc nhưng mà ít người quá. Làm thủ tục xong thì cô ngồi chờ đó, rồi em thấy mấy người kia cũng đậu nhiều, bước vào thì CEO vui vẻ, rồi cũng chỉ hỏi ít con thôi. Dạ, hỏi tại sao chọn trường đó, gia đình ở bên Mỹ thì ở đâu, tại sao phỏng vấn nhiều lần rồi mà vẫn quay lại, sao mà không chờ hồ sơ bảo lãnh, tại vì còn có ít năm thôi, sao không chờ. Cô đó nói là visa của em được cấp rồi, tôi rất là vui thôi, tại vì không ai ngờ được là lần này đậu. Đó là một trường khác hoàn toàn với lần trước, tại vì lần trước thì em chưa có tốt nghiệp, còn lần này thì em có đó học đại học. Là nhiều bạn du học sinh qua đó và có nhiều cái review tốt về nó. Nó ở trong một cái môi trường an ninh rất là tốt, và em nghĩ đó là môi trường tốt cho em để học cái ngành của em. Đó là trường Arkansas State University ở Arkansas. Sau bao nhiêu năm thì đó là xứng đáng. Và cảm ơn ba mẹ vì đã luôn luôn ủng hộ con. Em nghĩ là em có thể trưởng thành hơn, cứ tiếp tục là sẽ đến thời điểm nào đó thích hợp với mình để được đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment bên dưới, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên để lại một like, share cũng như subscribe kênh này để luôn được cập nhật những thông tin du học mới nhất từ Newer Education nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye!